Hey, chào mừng bạn đã đến với Jiu Deep. Trong video lần trước, chúng ta đã cùng nhau đi xử lý về phần âm thanh của game. Chúng ta đưa thêm những cái âm thanh như là sound effect khi mà chúng ta nhảy, hay là như chúng ta chết, hay là những cái nhạc nền ha, để cho game của chúng ta sinh động. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tạo ra một cái giao diện cho người chơi để mà người chơi có thể là thấy điểm số của mình hiển thị ở trên màn hình, hay là thông báo khi mà người chơi đã bị chết ha. Ok, cũng như mọi ngày. Nếu mà bạn mở Unity có thấy khác thì ở đây tôi nói thêm mà tôi cài thêm cái Unity Hub nhé. Cài thêm cái Unity Hub này để nó quản lý các cái phiên bản Unity để mà nó không bị xung đột khi mà chúng ta cài nhiều cái phiên bản Unity lên máy ha. Nếu mà bạn thấy khác thì là nó như vậy. Còn hiện tại thì bạn đừng có cài nhiều phiên bản Unity lên ha. Nó rối lắm khi mà bạn chưa có thành thạo. Ok, thì đầu tiên ở trong cái thư mục script này chúng ta sẽ tạo ra một cái script có tên là UI Manager. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái tag để mà chúng ta hiển thị điểm số lên nhé. UI tag. Ok. Ở trong cái thằng canvas này chúng ta sẽ chỉnh lại một chút cái thông số này. Từ cái thằng screen space là overlay chúng ta sẽ tùy chọn là cái screen space với cái tùy chọn là camera ha. Và chúng ta kéo cái camera vào đây. Add cái thằng camera vào đây. Để cho cái canvas này nó khớp với lại là cái khung nhìn của game, cái camera của game để chúng ta tùy chỉnh cho nó dễ. Rồi dần dần làm nhiều bạn sẽ hiểu thêm hơn về những cái tùy chọn này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái text đó lên trên. Ở đây bạn giữ Alt ở trên bàn phím, giữ Alt ở trên bàn phím và click vào cái tùy chọn có cái dấu chữ thập màu đỏ này. Đấy, có cái đường line màu đỏ này. Giữ Alt ha, để mà chúng ta đính kèm cái text đó vào các cái góc của cái màn hình. Ở đây tôi sẽ đính kèm cái text của tôi vào cái góc màn hình là phía bên trên phải ha. Bên trên và bên phải này. Đó. Rồi, tôi click đúp vào cái thằng check này để phóng to cái check ra. Ở đây tôi sẽ kéo nó ra dài nó một chút. Rồi, chọn căn giữa này. Căn giữa ở cái chiều dọc, còn cái chiều ngang thì tôi căn sang bên tay phải đi ha. Chọn cái font là đậm, font chữ to lên một chút, tầm khoảng 80 đi. Cái màu là màu trắng ha. Ở đây chúng ta sẽ viết lại là score tạm thời cho nó là 1000 ha. Đặt tên cái đối tượng check này lại là score check. Score check. Rồi. Ở trong cái thằng canvas này chúng ta sẽ tạo ra một cái panel. Một cái panel. Và chúng ta sẽ giữ nguyên cái kích thước của nó. Trong cái panel này chúng ta sẽ tạo ra một cái check. Đổi tên cái panel này lại thành là
Game over panel. Trong cái text này chúng ta sẽ để nguyên nhé. Để nguyên, chúng ta sẽ đính cái text này ra giữa. Mặc định nó đã đính ở giữa rồi. Đó. Bây giờ tôi sẽ kéo cái thằng text này ra một chút, to ra một chút, chỉnh nó vào giữa ha. Rồi, ok, trong này có thể là game over, thông báo cho người chơi là trò chơi kết thúc. Phông chữ đậm này, căn giữa hết này, màu đỏ đậm này, font này khoảng tầm 200 này. Ok, chúng ta sẽ cho nó lên trên cao một chút ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đổi tên là game over title text. Trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái nút, chọn chuột phải này, UI button. Chúng ta sẽ chỉnh cái kích thước của nó lại nhé. Ở dưới này chúng ta sẽ chọn cái text của cái thằng button này, của cái nút này. Chúng ta sẽ chọn là đậm và in nghiêng này. Font chữ to lên một chút, khoảng 85 đi. 84 cũng được. Màu thì cho nó màu gì cho nó ấy nhỉ, cho nó đỡ nhỉ. Tôi thì không giỏi về màu sắc lắm. Ok, cho nó màu xanh là cây đi. Ở đây tôi sẽ viết lại là replay, tức là ấn vào đây để chơi lại nhá. Replay. Ở đây sẽ đổi tên cái đối tượng nút này thành là replay button. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi viết script để mà chúng ta quản lý cái giao diện người chơi. Ở đây là chúng ta sẽ ẩn cái thằng game over panel này đi. Đây, để ẩn một cái đối tượng game đi, chúng ta sẽ tích vào cái dấu tích ở bên cái thằng inspector này, dấu tích ở trên đầu này. Tích vào đây để ẩn này. Tích vào đây để hiện này. Ẩn đi ha. Ở đây chúng ta sẽ import cái thư viện UI của Unity vào. Để import một cái thư viện nào đấy, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là using Unity Engine dot UI. Ở đây do là cái phiên bản này nó đang bị lỗi ha. Lỗi là lỗi ở do bên phát triển Unity chứ không phải là do lỗi máy tính ha. Ở đây để sửa cái lỗi báo đỏ ở cái thư viện này, tức là nó đang bảo là cái thư viện này không tồn tại, thì chúng ta sẽ vào cái tab project này, ở trên cái thằng Visual Studio chúng ta sẽ chọn cái là add reference. Chúng ta sẽ chọn cái tab là project, chúng ta sẽ bỏ cái dấu tích của cái thằng UI engine dot Unity engine dot UI đi ha. Chúng ta sẽ import lại cái Unity Engine.ui thì vào cái thằng Browse, chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục mà chứa project của chúng ta. Ở đây là bộ D này, Unity Project này, Q Runner đâu rồi? Đây, Q Runner 2D này.
Chúng ta sẽ chọn cái thư mục là library, library này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái thằng là script assembly này, script assembly. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái là unity-engine.ui.dll ha. Rồi chúng ta nhấn OK. Thì là cái lỗi thư viện không tồn tại này nó sẽ mất ha. Chúng ta sẽ có thể là import được cái thư viện UI của Unity vào đây. Trong cái script UI manager này chúng ta sẽ không cần hai cái hàm, hai cái phương thức là start và update. Chúng ta sẽ bỏ đi. Đầu tiên chúng ta sẽ tham chiếu đến cái score check ha. Check này. Score check. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái biến là game object để chúng ta sẽ tham chiếu đến cái game over panel. Rồi. Ở đây chúng ta tạo ra một cái phương thức để chúng ta đưa dữ liệu vào cái score text set. Score text string. Trong này cái tham số của chúng ta là string ha. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà cái score check này khác luôn thì chúng ta sẽ gán cái score này chấm check bằng txt. Ở đây chúng ta sẽ lấy cái thành phần là check nhá. Chúng ta sẽ thay đổi cái thành phần check ở trong cái score check này. Ở đây các bạn nhìn thấy ở trên cái scene này, trên cái hierarchy này, đây là check này, đây cái thành phần là check nhá. Chúng ta sẽ thay đổi cái thành phần này này, chấm check có nghĩa là chúng ta truy xuất đến cái thành phần check đó, check này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương thức để hiển thị hay là ẩn đi cái game over panel nhé. Void show game over panel có cái tham số là bool.isShow. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà cái game over panel này khác luôn thì game over panel này chấm set active. Để mà ẩn hay là hiện một cái đối tượng game thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức là set active is show. Nếu mà nó là true thì là sẽ hiện, còn là false thì là ẩn ha. Rồi thì đến đây chúng ta sẽ rất là dễ dàng để mà làm thôi. Ở trong cái script controller này chúng ta sẽ tham chiếu đến cái script là UI manager. Đây là chúng ta sẽ có là em UI. Tất cả những cái biến private hoặc là những cái biến protected, những cái biến nào mà không không public, không đưa ra ngoài thì là chúng ta sẽ có thêm chữ em ở đầu ha để phân biệt nó. Bạn cũng có thể là thay bằng cái cách khác, nhưng mà tôi thì tôi hay dùng cái việc này hơn, cái cách này hơn, thêm chữ em ở đầu để phân biệt giữa public, private và protected. Ở đây khi mà cái game của chúng ta khởi chạy thì chúng ta sẽ tham chiếu đến cái thằng UI manager này. File object of type UI manager. Rồi, khi mà chúng ta đã tham chiếu được rồi thì rất dễ ha. Bây giờ ở đây là nếu mà trò chơi kết thúc thì chúng ta sẽ show cái game over panel lên. Hiển thị nó lên ha. True. Ở đây nếu mà điểm số của chúng ta mà tăng lên thì chúng ta cũng sẽ cập nhật lại điểm số ha.
điểm số tăng lên, chúng ta sẽ hiển thị cái điểm số này lên trên giao diện của người dùng. Chấm set score check score cộng một em score. Rồi. Ok, để xem là còn cái gì không ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chạy nhé. Ok, nếu mà xem những cái video lần trước thì bạn sẽ biết cách fix cái lỗi này. Cái lỗi là khi mà chạy chương trình lên Unity lần đầu tiên ấy, thì là cái score của chúng ta vẫn là giữ nguyên giá trị khi mà chúng ta edit, đó là 1000 này. Để sửa cái lỗi này thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ cập nhật cái điểm số của chúng ta ngay cái lần đầu tiên mà game nó chạy này. Em gui.set score check score cộng mệnh em score. Do là khi mà cái chướng ngại vật nó va chạm với cái scene limit ấy, thì là cái score của chúng ta mới tăng lên, thì làm cái score check nó mới được cập nhật. Nhưng mà khi mà cái lần đầu tiên khởi chạy ấy, thì là trò chơi nó chưa được bắt đầu, cho nên là cái chướng ngại vật nó cũng đâu có va chạm với cái scene limit đâu, cho nên là cái phương thức score increment nó sẽ không chạy. Ở đây chúng ta sẽ chỉ cập nhật ở trong cái thằng score increment thôi. Cho nên là cái lần đầu tiên thì nó sẽ giữ nguyên cái giá trị khi mà chúng ta edit, chúng ta không muốn như thế. Chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh cập nhật ngay ở cái thằng start này. Ngay ở cái lần đầu tiên game nó chạy thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả như chúng ta mong muốn ha. Rồi. Ồ, chết rồi. Lỗi này. Lỗi này là lỗi null này, null exception này. Cái đối tượng mà chúng ta hướng đến, chúng ta tham chiếu đến nó chưa được khởi tạo, cho nên là nó sẽ báo ra cái lỗi này. Null reference exception. Do là tôi quên mất cái bước đó là tạo ra một cái đối tượng trống này, đổi tên là UI sau đó là add cái script UI vào. Ở đây chúng ta chưa add cái script UI manager mà chúng ta đã tham chiếu đến cái script UI manager rồi, cho nên là nó sẽ báo là không tìm thấy cái thằng UI manager này ha. Nó bị null rồi. Add cái thằng này vào. Ở đây đưa cái thằng score check vào ha. Game over panel này vào ha. Ok, chúng ta sẽ chạy lại. Đó, như bạn đã thấy là cái score check của chúng ta sẽ cập nhật rồi. Cập nhật là 0 chứ không phải là 1000 ha. Rồi chúng ta sẽ thử nào. Đó, cái score của chúng ta đã tăng rồi này, điểm số tăng rồi này. Rồi, bây giờ thử cho nó chết đi. Nó chết rồi. Chúng ta sẽ chạy lại một chút để chúng ta sẽ thấy cái lỗi nhỏ này ha. Đó, như bạn thấy là cái chướng ngại vật và cái thằng player của chúng ta
nằm ở phía trên cái màn hình thông báo là game over. Nó che mất cái nút replay này rồi. Chúng ta sẽ không muốn điều đó thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ chọn cái thằng canvas này. Chúng ta sẽ để ý đến cái thằng sorting layer này, sorting layer này. Chúng ta sẽ đẩy cái order in layer này cao hơn một chút để cho cái thằng game over panel này nó nằm ở vị trí trên cùng ha. Thì là nó sẽ đè lên những cái đối tượng game object khác thì là nó sẽ được nhìn thấy đầu tiên ha. Ở đây tôi cho là 5 đi. Thì chúng ta sẽ xem nó có hiệu quả không ha. Ok. Như vậy là cái thằng game over này đã nằm ở trên cùng rồi. Ở đây chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa, đó là cái nút replay. Replay khi mà chúng ta nhấn replay thì chúng ta sẽ chơi lại từ đầu ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức là replay ở trong cái script là controller này. Public void ở phía trên thì chúng ta sẽ import một cái thư viện là using unity engine.screen management. Cái thư viện scene management ấy, là nó để quản lý các cái scene ha. Đây này, bạn thấy là chúng ta sẽ có thư mục scene này và chúng ta sẽ có những cái scene ở trong này. Thì cái thư viện scene management là nó để quản lý những cái đó. Ở đây chúng ta sẽ load lại chính cái scene của chúng ta. Khi mà chúng ta sẽ tải lại chính cái scene của chúng ta thì tất cả nó sẽ được reset. Nó sẽ được reset về ban đầu ha. Thì là người chơi có thể làm chơi lại từ đầu. Ở đây chúng ta sẽ đổi tên cái scene của chúng ta thành main. Thôi đổi thành game gameplay đi. Gameplay nó đúng hơn ha. Gameplay. Và để load lại một cái scene thì chúng ta sẽ có cái phương thức là load scene ở trong cái lớp là scene manager load scene. Ở trong này chúng ta sẽ truyền cái tên của cái scene vào, tên của cái scene vào. Ở đây là gameplay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái thằng Unity. Chúng ta sẽ chọn cái thằng Hierarchy này để chúng ta tìm cái thằng Replay Button ha. Replay Button ở trong cái thằng Game Over Panel này. Ở đây mỗi cái nút được tạo ra, mỗi cái button được tạo ra thì nó sẽ có một cái sự kiện đi kèm. Nó có một cái sự kiện đi kèm để mà chúng ta khi mà chúng ta click vào cái button đấy thì cái sự kiện đó nó sẽ được khởi chạy. Ở đây tôi thêm một cái sự kiện vào đây ha. Sự kiện vào đây. Tôi tham chiếu đến cái đối tượng là game controller này. Tôi kéo vào đây. Khi mà kéo cái đối tượng vào thì chúng ta sẽ lấy ra được các cái phương thức của các cái đối tượng đó. Ở đây là tôi sẽ tìm đến cái thằng script là game controller, cái thành phần là game controller.
Tôi sẽ chọn cái phương thức là replay. Có nghĩa là khi mà tôi nhấn vào cái nút replay này thì là cái phương thức replay của cái đối tượng game controller này sẽ được gọi ha. Ok, bây giờ tôi thử nào. Chết đó, chết rồi. Bây giờ sẽ nhấn vào replay ha. Rồi, nó đã load lại rồi. Chúng ta có thể chơi tiếp được. Ô, lại chết rồi. Ok, như vậy là video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà bạn thấy video này hay thì đừng ngại like hay là chia sẻ nó để ủng hộ cho team YouTube nha. Rất là hy vọng còn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nữa. Trong video sau thì chúng ta sẽ xử lý các cái lỗi còn lại và học cái cách để mà xuất ra cái file có thể là chạy ở trên máy tính hay là chạy ở trên các cái thiết bị di động ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.